Đây, anh đang làm, anh đang tư vấn với khán giả về một cái vấn đề YouTuber gì đây. Xin trân trọng thiệu với các bạn trận đấu sắp diễn ra kèo 3-3. Trần Tiến, Phú Tân, An Giang, Chấp Xã, tay bên kia gồm ba Bảo Ý, Phước Đồ và Sang Phạm. Là bán mình luôn ổn hả chứ? Đây Tiến, các ba cậu Sang, Phước, Bảo Hí. Cái kèo này bên kia thấy nhiều hiệu luôn á trời. Phải không? Sẽ bắt đầu điểm 0-0. Một pha đá bóng quá bị lực của Trần Tiến. Điểm 1-0. Một pha phá bóng tốt của Vĩnh, điểm 2-0. Rồi, phá bóng tranh cãi, trọng tài đã xác định điểm cho Trần Tiến, điểm 3-0. Rồi, bữa nay cái này dính vô tay nè, một pha chụp bóng tốt của Trần Tiến, điểm 4-0. Và phá bóng quá ngoài và quá xa của Vĩnh, điểm. Thì Bảo Hí 1-4. Pha ghi điểm của Sang Phạm, điểm 2-4. Tiến đập bóng tốt, điểm 5-2. Quá đẹp. Và ép bóng 2 mét của Trần Tiến.
bằng điểm số 6-2. Cái kèo này mình thấy bên kia thấy nhẹ quá mà sao nó quýnh điểm số quá cách biệt ha. Một pha cú bóng quá đẹp mắt giữa hai bên và kết thúc con bóng thì giành điểm số cho Trần Tiến, điểm 7-2. Khoan bù nó hết pin rồi, chụp chậm chút. Một pha phá bóng bảo quá quyền lực của Vĩnh ăn điểm trực tiếp. Điểm 8-2 cho Tiến, hai bên đổi sân. Bắt bóng ngoài. Điểm 3-8. Khá bóng lỗi 9-3. Phát bóng ngoài. Điểm 4-9. Một pha đập bóng tốt của Trần Tiến. Điểm 14. Tiếp tục là một pha chắn bóng tốt của Trần Tiến. 11-4. Và có bóng bảo uy lực của Vĩnh. 12-4 cho Trần Tiến. Phát bóng lỗi. Điểm 5-12. Trời ơi, cú bóng lăn xả luôn. Đó thằng Thông, thằng Phong ta. Phong phải không? Phong, ừ mà không Thông mà nãy giờ nó kêu Phong. Ờ có, nó đá thằng Nga xiền, cứ chặn cuối cùng đá thằng Nga xiền với Diễn Chiều, chứ để chạy quá chạy à. Nga, đá thằng Nga xiền. Điểm cho Trần Tiến 13-6. Điểm 13-6 ai đi. Điểm 73. Điểm cuối cho Trần Tiến 14-7. Trời ơi, mình nhận định là kèo bên kia nó ngon bến xả. Mọi cuộc cược là điểm số bất cách biệt. Kết thúc. Chắn bóng tốt. Thì kết thúc và trận đấu Trần Tiến đã thắng tem phút gồ sang phạm như có thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.